Đến hẹn lại lên, hôm nay là thứ hai đầu tuần và La Cà Đường Phố đã quay trở lại đây. Hôm nay tụi mình sẽ giới thiệu đến mọi người một món ăn cũng làm mưa làm gió không kém sau cái trend chè chanh giả tay, đó là món lạp xưởng nướng đá. Nào hãy theo chân tụi mình nha. Rồi đúng rồi đó. Ủa sao em quay? Giờ em quay đó. Thế anh quay gì? Gì? Chứ em anh quay em ăn với lại làm gì? Sao anh không quay đây? Rồi đó. Cứ ngồi bạn nào, bạn cuối dưới á, rồi cắt ra ăn cay luôn kênh. Có cắt không? Cay luôn ăn. Này, cái này là có cắt ra hay là ăn nguyên cay vậy? Ủa? Mà cái này nó có cái gì ớt hả? Ủa, cái này là ớt hay là gì anh? Cái này bột ớt. Bột ớt hả? À, bột ớt của nó. Là để cho người ta chấm hả anh? Đúng rồi, hoặc là gắt lên nguyên cay gì, nhiều người ta thích ăn nguyên cay hơn. Dạ. Cái này là đá gì anh? Cái này đá của nó luôn á. Là một cái bộ nồi. Bộ nồi của nó luôn. Còn bộ của nó hết, chỉ có người của mình thôi. Người của mình. Để ý là tập bao lâu thì nó sẽ chín thì. Để coi. Còn bao lâu ảnh sẽ quay một lần. Có tiền. Xúc xích trình cũng bự đó chứ nhỉ, mình cũng tròn cũng ú đó. Còn của em là một trà đào, một đào, một thơm hạt đác, trà thơm hạt đác. Ủa mình nướng khoảng bao nhiêu lâu là nó mới chín anh? Khoảng chừng giống như cái lò mới á, là nướng khoảng chừng 45 phút đó. À. 4-5 phút. 4-5 phút. Còn cái lò mà mình nó qua một tờ thì mình nướng lại thì khoảng 30 phút mới chín. Dạ, wow. Vậy là cái lạp xưởng này nó lạnh, nó dày dữ. Chỗ người ta chi đồ lên thì người ta mới ấy. Cái lại một chân tầm á chị. Vậy là nó lâu dữ ha. Xúc xích vậy nó mới ngon. Xúc xích nó dày. Ủa mình bán mấy giờ anh? 4 giờ mấy bắt đầu bán. 4 giờ mấy bán tới 12 giờ mấy. 2 giờ đêm. Bởi vì là làm giống mình các bạn làm 8 tiếng. Lấy em 2 cây. Cắt luôn không? Một cái cắt, một cái không cắt. Rồi. Cái ớt này anh để riêng cho. Đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sau hơn 5 phút chờ đợi thì cuối cùng đã có thành phẩm rồi nè mọi người ơi. Nhìn á, cái miếng lạp xưởng đó bóng lên nhìn rất là hấp dẫn ha. Miếng nào miếng đấy thì cưng quá trời luôn. Nhìn cận cảnh nè, cũng khá là bự hen. Giờ vào việc luôn. Đây, mình sẽ cắt nhỏ ra như vậy cho dễ ăn nha mọi người. Còn cái còn lại thì mình để phun cây và ăn để so sánh coi ăn như thế nào thì ngon hơn hen. Rồi đầu tiên là mình sẽ ăn không, không có chấm cái ớt, sợ cay á mọi người ơi. Rồi, rất là béo. Rồi bây giờ mình chấm riêng miếng ớt thử coi nó có cay nhiều không ha. Nó cũng hơi cay cay xíu và nó hơi mặn mặn. Rồi miếng tiếp theo thì mình mới chấm vào ớt. Đó, chấm miếng nữa. Tiếp theo là ăn full cay nha. Cắn nguyên cây thì cảm giác nó rất là đã luôn. Cái mỡ trong cái lạp xưởng nó túa ra. Và đặc biệt là bên trong vẫn còn giữ độ nóng luôn. Nói chung là ăn nguyên cây sẽ ngon hơn nha. Ngoài ra thì quán còn có bán các loại trà, đồng giá là 25k. Đây là không gian xung quanh quán. Quán chỉ là quán lề đường thôi. Và quán nằm ngay phía sau ngã tư đường Nguyễn Thị Thập và Nguyễn Hữu Thọ. Đối diện là Lotte Mart quận 7. Không gian rất là thoáng mát, rất thích hợp để cuối tuần chúng ta đến thưởng thức cái món hot trend này. Và cũng như là chiêu chiêu nha mọi người. Giá sẽ là 20k một cây lạp xưởng. Địa chỉ thì mình sẽ để ở trên màn hình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết video. Nếu mọi người có bất kỳ góp ý nào, vui lòng để lại lời nhắn ở phía dưới phần bình luận. Tụi mình sẽ đọc và hoàn thiện hơn trong những video sắp tới. Và nhân dịp Tết đến xuân về, La Cà đường phố kính chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, niềm vui, vạn sự như ý và đặc biệt là đạt được thật nhiều thành công trong năm nay nha. Và cảm ơn hơn 225 lượt người đăng ký vừa qua đã luôn tin tưởng, ủng hộ và đồng hành cùng La Cà đường phố. Rất mong là kênh vẫn sẽ nhận được sự quan tâm, yêu thương và ủng hộ từ phía mọi người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.